Thưa quý vị, trong khi đó thì có hàng ngàn viên chức cán bộ các cơ quan công quyền ở thành phố Sài Gòn theo nhau bỏ việc vì đồng lương chết đói, không đủ sống. Nhiều báo tại Việt Nam vào ngày thứ Bảy 13 tháng 8 trích thuật văn thư khẩn của nhà cầm quyền thành phố Sài Gòn gửi Trung ương báo động số lượng rất lớn cán bộ và công chức viên chức xin nghỉ việc lên gần đến 6.200 người. Ba nguyên nhân được nêu ra gồm đồng tiền lương quá thấp không đủ sống, cơ hội thăng tiến không có, trong khi áp lực công việc lại rất lớn. Các nguyên nhân này ảnh hưởng niềm tin động lực gắn bó với công việc của cán bộ công chức mà nói chung làm giảm sức hấp dẫn của khu vực công. Vào ngày thứ Bảy thì nói số lượng người bỏ việc như vậy chỉ trong 6 tháng đầu năm 2022. Tuy nhiên, sang ngày Chủ nhật 14 tháng 8, tờ Dân Trí dẫn thông báo đính chính của Sở Nội vụ địa phương kêu rằng ghi nhầm thời điểm thống kê. Thực ra thì 6.177 cán bộ công chức viên chức thôi việc trong bản báo cáo đó kéo dài 2.5 năm qua, tức là từ đầu năm 2020 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 do sơ suất. Liệt kê ra thì thấy phần lớn đều là những người nằm trong hai ngành giáo dục và y tế, hai ngành sự nghiệp bị kêu ca từ nhiều năm qua về lương bổng và môi trường làm việc. Đầu tháng 7, các báo tại Việt Nam cho hay có gần 10.000 bác sĩ y tá tại các bệnh viện công trên cả nước nghỉ làm kể từ đầu năm 2021, lương không đủ sống, môi trường làm việc nguy hiểm, trong khi bị ép làm việc quá sức chịu đựng của con người. Đồng thời, hàng ngàn giáo viên khắp nơi cũng bỏ việc cũng vì đồng lương không đủ sống, ngoài giờ chạy học. Nhiều người phải chạy ôm hay làm thêm những việc khác mới tạm đủ qua ngày. Tuần trước, tỉnh Bình Dương kêu thiếu hơn 3.000 giáo viên, tỉnh Đắk Lắk thiếu hơn 2.000 giáo viên, tỉnh Nghệ An thiếu tới hơn 8.000 giáo viên. Tỉnh Thanh Hóa báo động niên học đang khởi sự sẽ thiếu hơn 11.000 giáo viên. Sài Gòn, Vĩnh Long, Cà Mau và nhiều tỉnh thành khác đều kêu ca tình trạng thiếu giáo viên. Trước các áp lực đòi hỏi phải tăng lương cho cán bộ công chức, ngày 9 tháng 8, báo Vietnamnet thuật bản trả lời gửi đại biểu Quốc hội nhiều tỉnh của bà Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Nội vụ Cộng sản Việt Nam, là Hội nghị Trung ương 3 khóa 12 và Hội nghị Trung ương 4 Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13 đã lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương mới vào thời điểm phù hợp. Khi nào thì tới thời điểm phù hợp vẫn không ai biết. Tất cả không phải tùy thuộc vào chính phủ mà là tùy thuộc vào Đảng Cộng sản, cái cơ chế chấp bu ngồi trên đầu của chính phủ.